The first time be here. À. Sơn, Sơn, mấy cái nhà này nó ngang ngang giống giống nhà. Nói vậy nói được. Làm sao bạn nhà tôi được? Băng băng xuống được, nghe xuống có tình cảm bạn bè ấm áp. Đây là khu khu Beverly Hills hả? Tức là cái khu mà các tài tử gạo cội của Hollywood nó ở. Căn nhà đây là căn nhà mà Xuân đứng, là nhà của Xuân đây. Nhà chú trong hồi trước. À dạ đó hả? Nhà chú trong nhà cô Xuân. Nhà chú Trăng bên này đây. Đây bây giờ Trăng Trăng đang dắt bạn bè vô thăm nhà của Trăng đó. Chú Trăng, nè chú Trăng đó. Trăng mở cửa đi Trăng. Quá rồi. Quá. Quá nhiều quá rồi. Còn nhà là biệt thự của Hoàng Sinh đây đó, Hoàng Sinh. Không có ghi tên tự tử. Biệt thự Hoàng Sinh đó, Hoàng Sinh này tới anh đứng. Tuy loạn của anh tỉnh thật. Đây là cái khu Beverly Hills của các tài tử gạo cội điện ảnh Hồng Kông. Người ta đóng. Trước mặt mình là anh Tâm, anh đang đứng cái cột đèn nhà của ảnh á. Chuẩn bị mua cái nhà này. À chuẩn bị mua nhà này. Mua cửa sổ mua nổi chứ. xuống kìa. Còn đây là nhà của Trung Ánh. Trung Ánh đang dắt bạn bè để tham quan căn xung quanh căn nhà. Bạn bè xung quanh rồi, kính mời. Rồi. Rồi quay rồi, nhà của chú Trăng. Bên đây giới thiệu nhà chú Trăng là còn nhà kia nhà anh Xuân. Cộng đi nhà của Xuân nè. Thì tại vì thời gian không còn nhiều nữa, cho nên Xuân nói thôi chụp hình đây cũng được. Để ít bữa có cơ hội vô nhà Xuân sau. Rồi đứng vô xin đứng vô xin. Xuân chính chủ cao tường. Ê danh lên hỏi là đủ vậy. Xuân đứng vô. Ông đây là biết đang quay mà nói. Ghi một trơn nè. Nhà người ta đang ăn chút. Lẹ. Nhưng mà là chơi cái người chụp là làm già chứ không phải là cái người mà làm mẫu là làm già. Nhà 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 bà cô sợ tổ chụp cái người già. Không ra chụp cho căn vô. Rồi. Mỗi ra xong rồi vô xong ra. Ra vô đây. Rồi lại chứ lại luôn.